Làm gì? Sao con này hỏi kỳ quá vậy? Muốn ở lại thì ăn chút rồi chứ. Biệt thự này chắc không có người ở mấy. Gần đây cũng không có ship. Buổi tối đó sợ là không có gì ăn. Không ăn, cần anh quản. Sau khi kết thúc việc tối, hành lang tầng 2 biệt thự. Tầng tiên sinh, đây là phòng sắp xếp cho ngài. Trên tử cạnh giường có điện thoại bàn. Có chuyện gì thì cần ngài trực tiếp gọi điện thoại là được. Cảm ơn. Kỷ Hiên ở bên cạnh tôi. Không, bên cạnh phòng ngài là Kỷ tiểu thư. Kỷ tiểu tiên sinh ở phòng cuối hành lang. Tôi dẫn cậu qua đó ngay. Được rồi, anh là học sinh tiểu học rồi, còn cứ đòi ở chung. Tôi về phòng đây, có chuyện tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Lát sau, phòng khách của Kỷ Nhiên. Mình đúng là điên rồi. Chỉ việc khiến Kỷ Nhiên khó chịu, cứ phải ném bản thân đến nơi rừng núi hoang vu như vậy. Chặt hết thuốc lá rồi. Trong xe chắc còn mấy bao. Tần mạng, sao cậu quen Kỷ Nhiên vậy? Tôi nói rồi, là đàn em. Nhưng lúc các cậu đi học vốn không tiếp xúc mà. Có phải tên tạp chủng Kỷ Nguyên này thấy cậu mà là bạn tôi lại biết nhà cậu, nó gây phiền phức cho cậu không? Tuy nhà tôi sa sút rồi, nhưng còn chưa tới mức đó. Cậu nghĩ nhiều rồi. Thân lắm, hai chữ tạp chủng này không dễ nghe. Tần mạng, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng tới gần cậu ta quá rớt giá. Tôi rất ít khi chửi ai như vậy, nhưng Kỷ Nhiên là do ba tôi và người phụ nữ bên ngoài sinh. Không cần nói với tôi chuyện nhà các cậu, tôi không có hứng. Nếu không có chuyện gì vậy tôi đi nghỉ ngơi trước. Hôm nay cậu lái xe đến à? Kỷ Nhiên nó mở kiểm tra bạn bè. Bạn chưa phải là bạn của cậu ấy. Hãy gửi lời mời kết bạn. Sau khi đối phương xác nhận mới có thể trò chuyện. Gửi lời mời kết bạn. Mình là chọc tổ tông này chỗ nào rồi? Đêm khuya, phòng của Tần Mạng. Sao cậu? Mùi rượu. Tần mãn chúng ta. Bây giờ. Đúng. Kỷ Nhiên, cậu lại say rồi. Tôi chưa say. Chút rượu trong phòng nồng độ quá thấp. Tủ lượng của mình không tệ như vậy. Mình chỉ là hơi. Thằng cháu Kỷ Nhiên kia. Vậy mà dám nói Tần Mãn ở bên mình là rớt giá. Rõ ràng mình mới là kiếm chủ của Tần Mãn. Cái gì anh ta cũng phải nghe mình. Nhận tiền của tôi rồi. Có thể làm việc sảng khoái chút không? Cậu biết chúng ta đang ở đâu không? Không làm thì thôi. Tôi ra ngoài tìm người khác.
cẩn thận. Tại sao không bật đèn? Ai đi ngủ còn bật đèn? Tôi tưởng có chuyện gì gấp quần áo còn chưa kịp mặc. Anh đừng cởi gấp như vậy chứ, mặc áo vào trước đi. Mặc vào cũng lần trước làm thế nào ấy vậy? Sao vậy? Sợ rồi, sợ cái rắm. Cậu ngồi cho vững, đừng rớt xuống. Lần này mình nhất định phải làm một cho thằng Mãn đến thử mùi vị đau đớn kia. Cậu không cởi quần áo thật ra cũng được, vậy mặc quần áo làm đi. Anh đừng quản tôi, nghĩ thế nào, nằm yên cho tôi là được. Vậy thì tiếp tục. Anh dục cầu bất mãn à, cởi gấp như vậy. Quả thật có chút hơn nữa, hơn 3 giờ rồi, chúng ta còn phải ngủ. Không phải là lên giường thôi à, kỹ như mình có sóng, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy. Cậu làm đi. Anh phiền quá, đừng giục. Không biết. Sao có thể? Người này giỏi quá rồi. Để tôi. Anh buông tay. Đã nói để tôi rồi. Ở đây không có đồ, không thể làm hết. Đừng, tôi giải quyết giúp cậu. Sao? Tôi không đi. Tôi thật sự không tìm, anh đừng sợ. Anh nặng chết rồi. Mau đứng dậy. Tay cũng buông ra. Lần sau đừng giày dò tóc nữa. Anh thích quản người như vậy, sao không đi làm giáo viên mầm non đi? Được, ngoài khiến cậu vui vẻ, cái khác tôi đều không quản nữa. Bình thường mình cũng tự ít bây giờ, chỉ là anh ta làm sao lại như vậy. Được rồi, anh đừng làm nữa. Anh đừng. Không cần làm tới mức này, thật đấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé.
Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.